Hoài Lâm tâm sự xúc động về chuyện tình cùng bạn gái giấu kín suốt 5 năm. Hoài Lâm cho biết anh yêu em không phải vì em đẹp hay em xinh, mà vì do cả hai thứ đó em đều có. Cách đây vài ngày, ca sĩ Hoài Lâm con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh đã gây chú ý khi công khai bạn gái hot girl. Được biết, bạn gái của Hoài Lâm là Bảo Ngọc, cháu gái của nghệ sĩ Hà Bảo Quốc. Cô năm nay được 19 tuổi và khá xinh đẹp giỏi giang. Mới đây, nam ca sĩ đã chính thức chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình. Hoài Lâm cho biết, cả hai gặp nhau 5 năm trước, nhưng khi đó là tình cảm rất trong sáng. Lâm và bạn ấy quen nhau từ khi hai đứa còn chưa biết mối tình đầu là gì, và cũng xin lỗi những ai Lâm đã nghe Lâm nói, biết yêu từ năm 8 tuổi, nói xạo chơi thôi chứ có ai mà giả mang vậy. 5 năm trước, mình với bạn ấy đã gặp nhau tại nhà hát thành phố. Hôm đó mình đã ước có thể gặp bạn ấy thêm một lần nữa chỉ để nhìn thấy bạn ấy cười thôi. Và đến đây, chắc mọi người cũng biết cô ấy quan trọng thế nào với mình. Theo Hoài Lâm, bạn gái anh không chỉ xinh đẹp mà còn dễ thương, khiến trái tim anh xao động. Và Hoài Lâm hoàn toàn nghiêm túc khi nghĩ đến chuyện tình yêu này. Anh yêu em không phải vì em đẹp hay em xinh, mà vì do cả hai thứ đó em đều có. Em còn nhiều hơn thế, mắt em bị cận không nhìn thấy xa được, nên em rất hay bị dụ, cụ thể hơn là anh dụ. Thứ hai, anh muốn cưới em không phải vì em đẹp đâu, nhưng em xinh lắm. Đối với anh, em xinh xắn muốn xỉu. Anh luôn đi tìm cái mới để thử thách, nhưng có lẽ ông trời muốn anh phải giữ cái duyên. Anh tin vào điều gì từ lần đầu tiên? Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!